khi chị biết được sự kiện này thì chị cũng hơi bất ngờ. Thế nhưng mà chị cũng cảm thấy tự hào một chút vì mình là công dân của thủ đô này mà lại được chứng kiến cái sự kiện xảy ra như này. Lời gặp gỡ của hai vị lãnh đạo của hai nước. Thì tôi cho rằng đây là một cái tin tốt đối với Hà Nội và Hà Nội xứng đáng làm điều đó, bởi vì Hà Nội là một cái thành phố hòa bình, chúng ta đều biết. Thứ hai nữa, Hà Nội có thể là một cái ví dụ rất tốt cho Bắc Triều Tiên để họ có thể vẫn giữ được cái bản sắc của họ và họ sẽ có cơ hội là ít nhiều học tập được những kinh nghiệm từ Hà Nội cho phát triển kinh tế của họ.